Dạ xin chào cô chú anh chị nhé. Dạ thì trong buổi chiều hôm nay thì em đã cố gắng hoàn thành 10 cái đầu quạt không than, motor không than, chạy điện từ 12 tới 24V để gửi cho khách hàng đặt nhé. Khách này đã đặt rồi, hai này hai ba vị khách lượng là tổng cộng khoảng 10 cái thì em đã cố gắng trong buổi chiều hoàn thành. Bây giờ là quay xong là em sẽ đóng gói và lên đơn gửi cho khách đây. Dạ thì đầu quạt bên em bán một bộ bao gồm một cái đầu quạt như vậy. Có dây nguồn đỏ đen tích hợp vô chống ngược cực và chiếc áp chỉnh tốc độ nhanh chậm và kèm theo hai cái phụ kiện này. Đó, một bộ như vậy là 350k bao phí ship cộng 50k mình gửi hàng nha cô chú anh chị. Đó, 10 bộ đã xong và chuẩn bị gửi cho khách hàng đây. Thì cái motor này, cái đầu quạt này á, là về mình gắn vô cái thân quạt cũ và gắn, có thể gắn cánh B4 nha. Chạy điện 12V thì nó mạnh như quạt 220, và nếu mà chạy điện khoảng từ 18 tới 24V là nó mạnh hơn quạt 220V nha. Dòng này thì motor chính á, là mình sử dụng một cái motor không chổi than được tháo từ máy photocopy Nhật ra, sử dụng hai vòng bi nha. Ở đây một vòng bi nè và một vòng bi ở lỗ này nè, hai vòng bi đó. Được quấn từ 100% lỗi là dây đồng 100% nha. Thì cái động cơ này là không than, tháo từ máy photocopy Nhật thì dòng motor mà tháo trong máy photo nó rất là bền của chú anh chị. Nó là dạng máy công nghiệp mà nó chạy 10 năm 20 năm là chuyện bình thường. Một cái máy photo Nhật mà màu á, nó có khi cả tỷ bạc một cái. Loại này loại lớn nha, chứ không phải mấy loại nhỏ nhỏ, không có mấy cái này đâu. Một cái nó tháo chỉ được 4 cái motor thôi đó. Đây là motor mình đã tháo ra, mua về mình tháo ra, mình đóng cái trục zin của nó bỏ đó, để mình xử lý kích chạy và điều tốc các thứ. Sau khi mà xử lý kích chạy và điều tốc á, thì bắt đầu mình mới tiến hành mình lắp ráp vô thành cái đầu quạt như thế này đó. Nên nó rất là bền. Rồi hiện nay trên thị trường á, thì nhiều shop khác cũng bán rất là nhiều đầu quạt 12-24V. Tuy nhiên thì cái loại motor của họ là motor nhập Trung Quốc, motor mang thương hiệu Nidec nhập Trung Quốc đó. Họ nhập lô về, họ lắp ráp bán lên, cho nên là cái giá của họ đôi khi nó rẻ hơn bên mình. Thật sự mình công nhận là họ bán rất là rẻ luôn, tại vì họ nhập motor bên Trung Quốc nhập lô, thì nhập là nhập lô từ 500 tới 1.000 con, thì tương đương một con motor họ tầm khoảng 60.000 một con thôi đó. Còn bên mình á, là motor này là motor tháo máy photo Nhật ra đó. Một con này hiện tại mình mua giá nó đã hơn 100.000 một cái rồi. Rồi về rồi bắt đầu mình xử lý kích chạy điều tốc các thứ, lắp ráp các chi phí linh kiện khác vô nữa đó. Cho nên là giá, nếu mà so sánh thẳng ra, nếu mà cô chú anh chị cầm một cái đầu quạt này mà so sánh giá với cái đầu quạt mà của mấy anh mà mua motor Trung Quốc lắp ráp, bảo đảm là của họ rẻ hơn của mình, phải công nhận một điều đó. Nhưng còn về cái độ bền và cái tính năng hay là cái tốc độ chạy hay như thế nào đó thì mình không có so sánh. Tại vì thật ra mình đã trung thành với cái dòng motor này khoảng 4 năm nay rồi đó. Mình chưa sử dụng qua cái loại motor nhập, tại vì nhập nó rất là nhọc nhằn. Thứ nhất là chất lượng không được đảm bảo. Tại nhiều bạn hàng của mình đó là chuyên về cái loại dòng motor đó, thì họ nhập lô ví dụ lần 1.000 con thì về có khả năng là mốt méo gãy cấn rồi hư không chạy, có khi đến 100-200 con. Cái đó là mình đã mua qua trung gian để vận chuyển về Việt Nam thì không có được bồi thường gì hết cô chú anh chị. Cái đó là lời ăn lỗ chịu, gọi là hên xui đó. Nhưng mà chắc chắn trong lô đó phải có ít nhiều cũng có hư, là sẽ không được đảm bảo đổi trả gì hết đó. Cho nên là mình thôi quyết định mình không chơi hàng nhập Trung Quốc kiểu đó, mà mình chơi hàng ở Việt Nam. Giá nó nhập vô cao thì mình bán cao, thì cô chú anh chị nào mà cảm thấy ok thì mua. Chứ mình cũng nói thật lòng, chứ mình không có ép, hay là mình không nói ngon, nói ngọt, nói dụ dỗ các thứ để mọi người mua. Không bao giờ, 4 năm nay mình đã bán một mặt hàng này đó. Rồi cô chú anh chị nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ mình nha. Nói chung là mình bán quanh năm, và sắp tới mùa nóng lên thì có thể giá nó sẽ lên, nhưng hiện tại trong tháng 4 này là chưa có lên giá. Có thể qua đầu tháng 5 bên em sẽ lên giá, tại vì thị trường nó đang nóng dần lên đó. Trong một buổi chiều hôm nay mà em nhận được đơn đặt hàng 10 cái
là biết rồi mà. 10 cái này là đa số từ miền Bắc nha. Trong Nam mình đã rất là nóng nhưng mà ít lắm. Lai rai 1, 2 đơn ở thành phố hay là ở Kiên Giang, An Giang thôi. Tại vì trong Nam mình nóng cũng không nóng bằng ngoài Bắc và cũng không mất điện như ngoài Bắc. Khí hậu nó vẫn không có khắc nghiệt hơn. Ở ngoài đó đang lạnh vậy mà bây giờ đã đặt hàng từ từ. À, ngày hôm qua cũng có những anh thợ yêu cầu mình đao cái giá, giảm giá xuống để lấy số lượng về gáp cho khách. À, và có nhiều khách hàng thân thiết từ năm trước nữa cũng quay lại mua 2 cái, 3 cái để sẵn sàng cho tháng sau hoặc 2 tháng sau nó nắng nóng lên. Tại vì chắc chắn tới lúc đó sợ nhiều khi họ giống như năm rồi là cháy hàng cả nước luôn. Là không đủ để cung cấp mà giá rất là cao. Cho nên nhiều người họ quan tâm, họ chuẩn bị trước cho cái mùa nóng. Rồi ok, bên mình hiện tại thì tạm thời thì mới bắt đầu thôi. Nên cái số lượng vẫn còn bảo đảm là cung cấp đủ cho cô chú anh chị đặt lai rai. Chứ còn sang tháng thì mình cũng chưa có đón được. Tại vì cái dòng motor này là mình phụ thuộc vào cái bên tháo máy. Họ tháo ra có hàng, họ kêu mình đi lấy hàng. Chứ bây giờ mình có đặt trước 1.000 con, 2.000 con, mình thảy một cọc tiền trước mặt họ, họ không có máy tháo thì cũng thua luôn. Đó, không có motor để gáp là coi như là bó tay. Rồi ok, cô chú anh chị nào mà có quan tâm về cái mặt hàng này á thì liên hệ Zalo đặt hàng em nhé. Rồi cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.